Kính thưa toàn thể độc giả, em xin tự giới thiệu, em là Trần Lê Anh Thơ, học sinh lớp 7A1, trường trung học cơ sở Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ngay từ nhỏ, em đã thích đọc sách và thường sưu tầm những quyển sách liên quan đến kiến thức văn học. Đây là bộ môn em yêu thích. Theo em được biết, sách, hiểu đơn giản thì đó là một nơi lưu trữ tri thức của nhân loại, được đúc kết và kiểm chứng trong thời gian rất dài. Sách tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Xưa kia, sách được làm bằng tre, trúc, bằng lụa, vải. Gần hơn, chúng ta biết sách được làm bằng giấy. Hiện đại nhất thì có e-book, sách điện tử. Và dù tồn tại ở bất kỳ hình thức nào, thì sách vẫn có những vai trò quan trọng với con người chúng ta. Ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến quý độc giả quyển sách với tựa đề Sống Đẹp. Và bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các độc giả thân mến, có một nhà văn đã từng nói, một cuốn sách mở ra rợi niềm hy vọng, khép lại thì đem đến điều hữu ích. Quả thật, đúng như vậy, trên bước đi của mỗi người chúng ta luôn có dấu ấn của sách. Bởi sách chính là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, nó chứa đựng tất cả thành tựu của nền văn minh ấy. Sách mang trong mình không những kiến thức khoa học mà còn chứa đựng tâm tư tình cảm của con người. Thông qua những trang sách, chúng ta sẽ hoàn thiện mình hơn, sống tốt hơn. Và có lẽ chính vì điều đó, tác giả Lê Thị Luận đã tuyển chọn và biên soạn quyển sách có tên Sống Đẹp do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2012. Sách dày 211 trang, khổ 13x19cm, giá 35.000 đồng. Sách gồm 106 câu chuyện nhỏ, nội dung các mẫu chuyện không phải những lý lẽ, những lời nói suông, những phương châm sống chỉ có trong sách vở, mà đó còn là những việc làm, những biểu hiện cụ thể diễn ra hàng ngày trong đời sống mà tác giả muốn gửi đến người đọc chúng ta trong cuộc sống này. Đây là hình ảnh phóng to của cuốn sách. Ở bìa sách có hình ảnh rất sinh động và trực cảm. Hai đóa hoa súng đang vươn mình khoe sắc. Súng là loại hoa dân dã mộc mạc ở chốn đồng quê Việt Nam, nhưng không vì thế mà nó thiếu đi sự rực rỡ so với các loại hoa khác. Súng không mang trong mình vẻ đẹp quý phái như hoa lan, mà nó đẹp bởi sức sống mãnh liệt tiềm tàng. Dù bất kỳ trong điều kiện sống nào, loại hoa này cũng vươn mình khẳng định sự tồn tại, bền bỉ chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Trên nền màu xanh nhạt, tựa đề Sống Đẹp càng nổi rõ với màu đỏ thắm, như bật lên tất cả tình cảm và niềm say mê của tác giả muốn gửi gắm vào chính tác phẩm của mình. Quyển sách này gồm 2 tập. Đây là tập 1, những câu chuyện bổ ích. Có bao giờ bạn tự hỏi sống đẹp là gì và bạn thực sự sống đẹp chưa? Sống đẹp là sống có mục đích, ước mơ, lý tưởng. Sống đẹp là sống có ý chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết dũng cảm vượt qua thử thách, khó khăn để vươn lên, biến ước mơ của mình thành hiện thực. Sống đẹp là sống có văn hóa, biết lịch sự, là lối sống có tri thức và tình người. Cuộc sống sẽ đổ nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem những điều bạn gặp là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi một cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng. Đó là bài học cho cuộc sống chúng ta. Bởi cuộc sống không có con đường cùng mà chỉ có ranh giới. Điều quan trọng là vượt qua ranh giới ấy. Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách mà không ai không vấp ngã một lần. Nhưng vậy, sau cái lần vấp ngã ấy, bạn làm gì mới là điều đáng nói. Hình ảnh chú lừa trong mẫu chuyện Con Lừa ở trang 80 giúp chúng ta nhận ra rằng khi đối mặt với sự sống và cái chết, con lừa đã biến những mảnh đất người ta dự định chôn sống nó thành những bậc thang để giành lấy sự sống tưởng chừng như không thể. Hiện nay, biến đổi khí hậu đã tạo ra trong đời sống chúng ta rất nhiều hệ lụy, ô nhiễm môi trường, lũ lụt, hạn hán, v.v. Tất cả những điều đó cảnh báo đã đến lúc mỗi người chúng ta càng phải trân trọng và bảo vệ cuộc sống của chính mình. Trong các vấn đề quan trọng quyết định đến chất lượng cuộc sống con người, chúng ta không thể không kể đến nguồn nước sinh hoạt và nguồn điện sử dụng. Đây là vấn đề đáng để xã hội chúng ta quan tâm. Không những đối với các thành phố lớn mà đối với vùng nông thôn, vùng núi cũng là một vấn đề đang gây đau đầu cho các cấp lãnh đạo. Chúng ta, những người đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay, thử hình dung xem cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu điện và nước. Cuộc sống sẽ ngột ngạt biết bao nhiêu, công việc bị đình trệ trong thời gian dài và con người sẽ mất đi môi trường làm việc có hiệu quả, năng suất lao động bị giảm sút. Thế nhưng, một thực tế không mấy xa lạ với chúng ta là hiện tượng lãng phí nguồn điện và nước sinh hoạt với những việc làm và hành vi đáng lên án. Hình ảnh trên cho ta thấy hai thực tế hoàn toàn đối nghịch nhau. Nước bị lãng phí tràn ngập ra khắp mọi nơi, điện thì sử dụng vô ý thức.
còn một bên là sự thiếu thốn điện và nước một cách trầm trọng, thậm chí có những nơi không có điện để thắp sáng và sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Phải chăng do sự vô ý thức của con người ở khu vực này đã kéo theo sự cạn kiệt nguồn điện, nước ở khu vực khác? Vậy tại sao ta không có ý thức tiết kiệm các nguồn lợi trên để tất cả mọi người được sống trong một điều kiện đầy đủ, để sống được nâng lên? Đồng thời, để cuộc sống chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, hãy tắt hết đèn và quạt trần khi ra khỏi phòng, không được lãng phí nước, giữ cho máy điều hòa ở 26 độ, tắt TV khi không xem. Đó là những nội dung ở trang 103 trong mẫu chuyện tiết kiệm nước mà tác giả muốn gửi đến người đọc như một lời nhắc nhở. Chúng ta hãy tập cho mình những thói quen tốt, dù là đơn giản nhất. Thế đấy các bạn, mỗi trang sách khép lại cho ta những điều bổ ích. Không ai trong cõi đời này tự cho mình đã hoàn thiện. Con người phải không ngừng học tập, từ đó chúng ta sẽ tìm ra được đích đến của cuộc đời mà mỗi người đã đặt ra. Sống có mục tiêu là mẫu chuyện được thể hiện ở trang 135. Chúng ta muốn có lối sống đẹp, được nhiều người nể trọng thì mục tiêu cuộc sống là một trong những điều kiện không thể thiếu. Vì sao vậy? Mục tiêu là thứ gì đó để ta đi mãi trên đoạn đường đời. Chúng ta cần phải có mục tiêu, không phải vì kết quả cuối cùng ta đạt được, mà là những thu nhặt trong quá trình thực hiện mục tiêu đó. Nội dung của mẫu chuyện cũng chỉ ra rằng, hãy viết những mục tiêu của mình trước khi thực hiện, đừng để mọi thứ trong đầu. Vì như thế sẽ giúp chúng ta định ra lối đi để đạt mục tiêu mà chúng ta muốn trong cuộc sống. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết, nếu là con chim, là chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Có ai đó đã từng nói, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, tình người ấm áp? Mỗi chúng ta phải biết mở rộng lòng mình để yêu thương, quan tâm đến người khác. Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng hãy để ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Chàng trai trong câu chuyện Hãy cho trước khi nhận ở trang 205 của quyển sách, anh ta có thể uống hết lượng nước trong bình để giành lấy sự sống của bản thân, nhưng anh đã quyết định đổ hết phần nước đó vào máy bơm để tất cả mọi người khi lạc vào sa mạc này có nước để uống. Anh đã hành động bằng việc đánh đổi cả sinh mệnh của mình, mạo hiểm chỉ vì một mục đích, cứu lấy tất cả mọi người, không cho ai rơi vào tình thế như mình. Và anh ta đã ngộ ra được một triết lý sâu xa, bạn cần cho trước khi nhận. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Vâng, mỗi chúng ta hãy mang tấm lòng của mình sưởi ấm những vùng đất tối tăm để cứu biết bao người và cũng để chứng tỏ mình có lối sống đẹp. Tôi đã đọc một bài thơ, nghe qua chỉ là thơ vui, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Khi anh sinh ra, mọi người đều cười, riêng anh thì khóc hu hu. Hãy sống sao để khi chết đi, mọi người đều khóc, còn riêng anh thì nở nụ cười. Chúng ta hãy tự chiêm nghiệm cho mình một lối sống đẹp, để khi ở cuối con đường, chúng ta đều mỉm cười mãn nguyện. Trong sống đẹp còn rất nhiều mẫu chuyện khác nữa. Mỗi mẫu chuyện biểu hiện sinh động một phẩm chất đạo đức của con người, để chúng ta có lối sống. Thư viện của chúng tôi tin rằng cuốn Sống Đẹp của nhà xuất bản giáo dục sẽ cho chúng ta khát vọng, niềm tin và lý tưởng sống tốt đẹp. Người thủ thư của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý bạn đọc. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý độc giả.